Dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp. Tổng giám đốc WHO công bố đại dịch toàn cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Đóng cửa và ở yên trong nhà là mệnh lệnh. Khoảng 90.000 bác sĩ, 125.000 điều dưỡng cả nước được điều động. Ôi trời đất ơi, ba cái tin COVID ngày nào cũng chiếm, ngày mệt cả người. Đúng là tốn thời gian vô ích. Lo học đi con. Lần này mà còn thi rớt nữa thì đừng có siêu tiền mà học lại. Mẹ có muốn con không làm cái chuyện tào lao nữa không? Hay là mẹ cho con đi tình nguyện các bạn không nha? Việc nhà thì nhát, còn việc cô bác thì xin với con. Bản thân thì còn lo chưa xong mà còn lo đi với xã hội. Mày đã mua rứa? Tao ở khu Linh Miện nè, ra Linh Miện vui mày, đông lắm nè. Ê, tao cũng muốn đi với tụi bay ghê á, mà mẹ tao không cho. Giờ sao mày? Có cách nào không chỉ tao với? Không được lắm, nói chung mày nghĩ cách đi. Lát tao qua tao chở. Ok. Ok mày. Không được, không được. Mình phải tìm mọi cách thoát ra khỏi đây. Sáng mẹ hay gọi mình dậy, nhân thời cơ đó mình sẽ chuồn ra ngồi nhóc mày lại. Vi ơi, dậy con. Vi, dậy, gần trưa rồi. Con bé này, tối qua làm gì mà giờ chưa dậy không biết. Vi ơi, dậy con. Run. Đây luôn đài, con thầy xin đâu. Này không về, đi đây không về. Hay là mình xin lại nữa ta, biết đâu lại được đi. Mẹ. Mẹ cho con đi tình nguyện nha. Thôi được rồi, nhưng mà nhớ phải đi là cẩn thận đấy á. Dạ, tôi cảm ơn mẹ. Nói gì về sức khỏe đi chưa? Thương mẹ cũng đi.